Dịch COVID-19 đã gây tổn thất nặng nề cho du lịch Lý Sơn. Người dân Lý Sơn hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát, du khách đến được Lý Sơn và các hoạt động kinh doanh dịch vụ sẽ khôi phục. Anh Trần Minh Khánh từng rất tự tin về đầu tư dịch vụ lưu trú phục vụ khách du lịch. Năm 2016, gia đình anh Khánh bỏ ra số tiền trên 10 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền vay ngân hàng để đầu tư khách sạn Đại Dương. Năm 2017, khách sạn được đưa vào hoạt động, nhưng đầu năm 2020 bắt đầu rơi vào cảnh khó khăn. Chưa thu hồi được vốn, gắng gượng cầm cự và mỗi tháng phải trả lãi vay ngân hàng. Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều chủ nhà nghỉ khách sạn tại huyện đảo Lý Sơn đang phải đối mặt. Mấy tháng nay thì khách sạn Đại Dương cũng rất là gắng gượng để chờ đón khách. Nhưng mà mấy tháng qua thì đã đóng cửa ngành du lịch nên thì khách sạn Đại Dương rất gặp nhiều rất là khó khăn về tài chính kinh tế. Cứ hồng thoáng là phải trả ngân hàng rất là lớn. Ngoài các dịch vụ lưu trú bị ảnh hưởng thì các dịch vụ kinh doanh khác của người dân trên đảo Lý Sơn vốn có nguồn thu nhờ vào du khách cũng bị tác động nghiêm trọng. Anh Nhật là người có cách làm du lịch mới theo xu hướng kinh doanh quà tặng, quà lưu niệm đặc trưng của đảo Lý Sơn phục vụ du khách. Triển vọng cho mô hình kinh doanh này chỉ hiệu quả khi có du khách. Nhưng quầy trưng bày và bán các mặt hàng đặc sản của Lý Sơn như là hành, tỏi, thủ công mỹ nghệ của anh cũng rơi vào tình cảnh ế ẩm. Trước khi chưa có dịch đó thì cái lượng khách tham quan đến cửa hàng mình mua sắm rất là đông, như tất cả sản phẩm từ tỏi, quà lưu niệm rất là nhộn nhịp. Từ khi có dịch thì hầu như khách không có ra đảo nữa, dẫn đến cái nguồn thu của cửa hàng mình nó bị hạn hẹp đi, để nên nó khó khăn hơn. Dịch vụ ăn uống cũng trong tình cảnh khó khăn. Đóng cửa chờ dịch đi qua, những người kinh doanh dịch vụ ăn uống trên đảo hy vọng sẽ sớm đón được những du khách đầu tiên để vực lại hoạt động kinh doanh sau nhiều tháng bị ngưng trệ. Trong năm 2021, du khách đến Lý Sơn tham quan, du lịch giảm gần 55% so với cùng kỳ năm 2020. Trong năm, Lý Sơn chỉ đón được khoảng 39.400 du khách. Đây là lượng khách thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Điều này cũng đã tác động đến nguồn thu ngân sách của Lý Sơn khi mà ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương bị ảnh hưởng. Là đối với Lý Sơn là ảnh hưởng cũng rất nặng nề. Thứ nhất là đối với lĩnh thương mại dịch vụ và du lịch á, thì đối với Lý Sơn trong 9 tháng đầu năm 2021 thì nó giảm tới hơn 60%. Thì đây rõ ràng là thấy một cái chỉ tiêu và cái cơ cấu kinh tế của huyện nó ảnh hưởng rất lớn. Đó. Ảnh hưởng về cái cơ cấu chung của huyện nhưng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái người dân. Chờ đợi dịch qua để có thể phục hồi lại du lịch, người dân ở đảo Lý Sơn đang mong từng ngày. Bởi một khi dịch càng kéo dài thì việc phục hồi du lịch sau đại dịch sẽ càng gặp khó khăn.